Chào mừng quý vị bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio và bây giờ em xin phép test combo giá siêu tốt, siêu rẻ. Nói chung là với một cái mức giá khoảng 20 triệu đồng thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không mong đợi gì hơn được với một cái combo chất lượng như thế này, với từ một cặp loa đến từ đất nước Mỹ, có thương hiệu là Calib RB81 2 la mã và Chiemly Marang NR1200, sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thiết bị thương hiệu đỉnh cao. Và chất âm của bộ phối ghép này thì xin mời quý vị bạn thưởng thức ngay sau đây, tiếng kèn cực kỳ chất lượng của cặp loa kết hợp với trung âm ngọt ngào và dải trầm rất là sâu của chiếc Chiemly Marang NR1200 và mức giá trên thị trường là 28.500.000 đồng. Thì tại Bá Hùng Audio sale cho anh em một sản phẩm, một combo cực kỳ chất lượng này chỉ với giá 21.500.000 đồng thôi ạ. Với hai sản phẩm chất lượng, chiếc Chiemly có đầy đủ những công nghệ mới nhất, kết nối HDMI, kết nối cáp quang, kết nối máy điện thoại, rồi kết nối các cái app mới nhất và Spotify, rồi Tidal, vân vân, rất là nhiều cái công nghệ tràn ngập ở trong chiếc Chiemly này. Thì clip này em test âm thanh để chúng ta cùng thưởng thức. Bác nào có nhu cầu thì rất mong được anh em giao lưu và ủng hộ. Đây là hai sản phẩm chính hãng có bảo hành cho anh em. Âm ly bảo hành 2 năm và loa bảo hành 1 năm. Bây giờ em xin chạy qua AirPlay của chiếc âm ly Marang này. Đó. Đầu tiên thì kết nối AirPlay thì chúng ta sẽ vào play. Rồi chúng ta sẽ kết nối qua Marang. Ok, bây giờ chúng ta chỉ play thôi. Thank you.
hương cho người về cô đơn với bóng mây chiều lạc loài đã xuống với thu mênh mông. Ai lắng du đêm dài cùng khói mây hôn tóc. Vâng, chúng ta vừa nghe một bản nhạc được phát từ bộ phối ghép tuyệt đỉnh của cặp loa Calib RB8125 mã và chiếc âm ly Marang NR1200. Đây là một bộ sản phẩm có mức giá hợp lý, rẻ hơn thị trường khoảng gần 10 triệu đồng. Giá thị trường là 28.500.000 đồng. Thì tại Bá Hùng Audio sale cho anh em mức giá 21.500.000 đồng bộ đôi sản phẩm, đến từ công ty Đông Thành Hòa Phúc và Anh Duy Audio. Cả hai sản phẩm đều là hàng chính hãng và được bảo hành chính hãng cho anh em. Chiêm ly là 2 năm và cặp loa là 1 năm. Giá tại Bá Hùng Audio chiết khấu cho anh em cực kỳ tốt để giao lưu với anh em. Bác nào có nhu cầu thì rất mong được anh em giao lưu và ủng hộ, hãy liên hệ với em Bá Hùng qua số điện thoại 0978 263 263. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta vừa lắng nghe bản nhạc, có thể nói rằng cái chung kèn của Calib cực kỳ là tuyệt vời, thể hiện những cái bản nhạc bộ dây, bộ gõ hay là những cái tiếng kèn cực kỳ là chất lượng với những cái dòng loa Calib, bởi vì nó sở hữu những cái cặp loa kèn cực kỳ chất lượng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.